Freedom House, Việt Nam tiếp tục siết chặt không gian mạng. Theo VOA, báo cáo ngày 16 tháng 10 của Freedom House về tự do Internet tại Việt Nam cho thấy tình trạng tự do Internet vẫn rất hạn chế. Việt Nam được xếp vào nhóm không có tự do Internet, chỉ đạt 22 trên 100 điểm trong bảng xếp hạng của tổ chức này. Báo cáo đánh giá các khía cạnh như rào cản tiếp cận 12 trên 25, hạn chế nội dung 6 trên 35 và vi phạm quyền người dùng 4 trên 40. Freedom House đặc biệt lo ngại về dự thảo nghị định mới yêu cầu xác định danh tính người dùng trên mạng xã hội, chỉ cho phép tài khoản đã được xác định danh tính đăng bài, đồng thời có thể chặn các tài khoản chưa được định danh. Điều này được xem là một bước nhằm thắt chặt kiểm soát trực tuyến, tiếp nối sau các nghị định liên quan đến xác thực điện tử đã được ban hành vào tháng 6 2024. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam áp lực các công ty Internet toàn cầu phải tuân thủ các yêu cầu về kiểm duyệt và cung cấp dữ liệu người dùng. Chính quyền Việt Nam thường xuyên kiểm duyệt các trang blog và trang web có nội dung bị coi là đe dọa đến sự ổn định chính trị và an ninh quốc gia, bao gồm các chủ đề như bất đồng chính kiến, nhân quyền và tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Các nhóm tôn giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Công giáo cũng chịu sự kiểm duyệt mạnh mẽ. Ngoài ra, chính quyền còn tích cực điều hướng dư luận thông qua các đơn vị như Lực lượng 47 với hơn 10.000 thành viên. Freedom House cũng chỉ ra rằng việc trấn áp các nhà hoạt động trực tuyến tại Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng với nhiều người bị bắt giữ và kết án tù. Ví dụ Nguyễn Văn Lâm, quản trị viên của trang Facebook Nhật ký yêu nước, bị kết án 8 năm tù vì cáo buộc phản tác thông tin chống chính quyền. Các blogger và nhà bình luận khác trên YouTube và Facebook cũng phải đối mặt với các bản án nặng nề. Báo cáo của Freedom House tiếp tục làm nổi bật việc sử dụng luật an ninh mạng để gây áp lực buộc các công ty truyền thông xã hội tuân thủ yêu cầu xóa nội dung, đồng thời phản ánh về mức độ kiểm duyệt và trấn áp nghiêm ngặt ở Việt Nam.